Trước khi bước vào màn đọ sức sắp tới giữa hai đội, cả Thụy Điển lẫn Ba Lan đều vừa trải qua những trận cầu giàu cảm xúc ở lượt trận thứ hai. Với Thụy Điển, họ đã thắng kịch tính Slovakia với tỷ số tối thiểu 1-0. Sau hai trận đá đấu, Thụy Điển thể hiện rõ ý đồ chơi thận trọng tại giải đấu năm nay và sự chắc chắn của hàng thủ chính là điểm tựa cho đội bóng Bắc Âu. Hiện tại, đoàn quân huấn luyện viên Anderson đang dẫn đầu bảng E với 4 điểm trong tay, đồng thời nắm cơ hội rất lớn để góp mặt ở vòng 16 đội. Đội tuyển Thụy Điển cần giành thêm một trận thắng nữa để chắc chắn tiến vào vòng trong với tư cách là đội nhất bảng E. Trong khi đó, đội tuyển Ba Lan vừa trải qua 90 phút đầy quả cảm trước Tây Ban Nha. Phút lóe sáng của Robert Lewandowski và một chút may mắn của Moreno đá hỏng phạt đền đã giúp cho đại bàng trắng giành được một điểm đầy quý giá. Mặc dù đang đứng cuối bảng, nhưng nếu như đánh bại Thụy Điển, Ba Lan sẽ nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp. Niềm tin này cũng được củng cố phần nào khi ngòi nổ số 1 của họ là Lewandowski đã khai nòng tại giải đấu năm nay. Chuyên gia nhận định, với mục tiêu một điểm, khả năng phòng ngự của Thụy Điển sẽ được phát huy tối đa trong trận đấu sắp tới. Trong khi đó, Ba Lan đang thể hiện một phong độ tương đối nghèo nàn, vì vậy nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Chuyên gia dự đoán, Thụy Điển và Ba Lan sẽ cầm hòa nhau với tỷ số 1 đều. Thông tin xung quanh, Thụy Điển giữ sạch lưới 4 trận gần nhất tại Euro. Thụy Điển thắng 3 trận gần nhất gặp Ba Lan trên mọi đấu trường. Thụy Điển không thua trong 8 trận gần nhất tại Euro. Thụy Điển ghi nhất 2 bàn trong 3 trận gần nhất đối đầu với Ba Lan trên mọi đấu trường. Ba Lan không thua trong 18 trên 20 trận gần nhất tại Euro. Web thể thao dự đoán, Thụy Điển sẽ thắng Ba Lan với tỷ số 2-1. Tây Ban Nha đang trải qua những chuỗi ngày đáng thất vọng. Sau 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng Euro 2021, Morata và các đồng đội chỉ giành được 2 điểm với 2 trận hòa. Điều này khiến cho Tây Ban Nha chỉ xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng E, kém đội đầu bảng là Thụy Điển 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc nếu như không thể giành trọn 3 điểm trước đội cạnh tranh trực tiếp là Slovakia, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận dừng cuộc chơi sớm ngay chính sân nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Tây Ban Nha là đội chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, hòa 1 và thua 1. Tuy nhiên, Slovakia đang có được quyết tâm rất lớn để có thể đi tiếp với vị trí nhất hoặc nhì bảng E. 4 trận gần nhất của Tây Ban Nha, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng duy nhất trước Lithuania. Chuyên gia nhận định Slovakia không cần phải dồn lên tấn công để tìm kiếm một chiến thắng trước Tây Ban Nha, vì một điểm là đủ để các học trò của Takovic đảm bảo một vị trí trong top 2 và góp mặt trong vòng 16 đội. Chuyên gia dự đoán Slovakia sẽ phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Tây Ban Nha. Thông tin xung quanh, Slovakia chỉ thua 1 trên 7 trận gần đây, nhưng trong đó có tới 4 trận kết thúc mà bất phân thắng bại. 3 trên 4 trận đấu gần nhất của Slovakia đều có không quá 2 bàn thắng được ghi. Hàng công Tây Ban Nha tịt ngòi ở 2 trên 3 trận đấu vừa qua. Web thể thao dự đoán kết quả, Slovakia sẽ nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Tây Ban Nha. Hòa chung với không khí Euro năm nay, các bạn có thể cùng tham gia mini game dự đoán tỷ số trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp trên fanpage webthethao.vn để mang về cho mình là chiếc áo Mizuno trị giá 600.000 Việt Nam đồng. Link tham dự sự kiện ở ngay phần mô tả nhé. Vừa rồi là những thông tin nóng hổi nhất về vòng chung kết của giải bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu. Và đừng quên, hãy tiếp tục theo dõi bản tin Nhịp đập Euro 2020 của webthethao.vn để cùng chúng tôi không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thú vị nào về giải đấu này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.